Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Siêu bão Gami có sức gió đáng kinh ngạc vượt qua các nhà máy điện hạt nhân tại Đài Loan. Tờ Taiwan News đưa tin, công ty điện lực Đài Loan Trung Quốc Thai Power cho biết, gió do siêu bão Gami, cơn bão số 3 trong mùa bão 2024 ở Thái Bình Dương đã tạo ra nhiều điện hơn các nhà máy điện hạt nhân của hòn đảo này vào ngày 25 tháng 7, ghi nhận từ báo Lao động. Sức gió dữ dội của siêu bão số 3 tạo ra sản lượng điện gió vượt xa điện hạt nhân. Theo dữ liệu của Thai Power, các tua bin gió tạo ra 1.921 MW điện vào khoảng 13 giờ 30 phút giờ địa phương, chiếm 7,2% sản lượng điện của cả Đài Loan, Trung Quốc. Điện hạt nhân chiếm 6% lượng điện được tạo ra ở mức 1.629 MW. Tuy nhiên, cả điện hạt nhân và điện gió vẫn bị lu mờ bởi điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch, chiếm khoảng 78% tổng lượng điện được tạo ra. Theo tin bão mới nhất, bão Gami đã đổ bộ vào gần xã Nam Áo, huyện Nghi Lan, phía đông bắc Đài Loan, Trung Quốc lúc 0 giờ 00 phút giờ địa phương ngày 25 tháng 7. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 227 người bị thương. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công hòn đảo này trong vòng 8 năm qua và có gió giật lên tới 250 km/h. Bản tin dự báo bão của Cơ quan Thời tiết Đài Loan Trung Quốc CVKA tiếp tục đưa tin cảnh báo trên bộ và trên biển về bão Gami trong ngày 27 tháng 5, đồng thời đưa ra khuyến cáo về gió mạnh cho hầu hết hòn đảo. Cảnh báo về lượng mưa cực lớn được ban hành tại các thành phố Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng, cũng như các huyện Yêu Lật, Nam Đầu, Vân Lâm, Bình Đông và thành phố Đài Đông. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ sẽ vượt quá 500mm ở những khu vực này. Cảnh báo mưa xối xả, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ dự kiến vượt quá 350mm hoặc lượng mưa tích lũy trong 3 giờ sẽ lên tới 200mm được đưa ra với thành phố Gia Nghĩa và các khu vực miền núi của huyện Tân Trúc. Cảnh báo về mưa cực lớn hoặc mưa lớn cũng đã được ban hành ở các khu vực khác, bao gồm các thành phố Cơ Long và Greater Đài Bắc, cũng như các quận ngoại vi Bành Hồ và Liên Giang. CVKA định nghĩa mưa cực lớn là lượng mưa tích lũy trên 200mm trong một ngày hoặc hơn 100mm trong khoảng 3 giờ. Mưa lớn có nghĩa là lượng mưa tích lũy từ 80mm trở lên trong 24 giờ. CVKA cho biết, tâm bão đã rời Đài Loan, Trung Quốc vào khoảng 4 giờ 20 sáng ngày 25 tháng 7, cách Tân Trúc ở phía bắc khoảng 80 km về phía bắc tây bắc và di chuyển với tốc độ 10 đến 14 km/h theo hướng tây tây bắc về phía Trung Quốc. Theo nhà dự báo CVKA Liu Junqi, bão Gami dự kiến đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc vào cuối ngày 25 tháng 7. Tân Hoa Xã đưa tin, tỉnh Phúc Kiến đã di rời 156.800 cư dân tính đến 7 giờ ngày 25 tháng 7. 73 tuyến phà chở khách dọc bờ biển tỉnh bị đình chỉ và 97 chuyến bay bị hủy. Theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của tỉnh, hơn 29.000 người làm việc trên các bè đánh cá dọc bờ biển đã được sơ tán vào bờ. 733 tàu đánh cá đã trú ẩn tại các cảng và khoảng 3.200 người trên tàu đã được sơ tán vào bờ. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển Phúc Kiến từ chiều đến tối ngày 25 tháng 7, sau đó tiếp tục di chuyển sâu hơn vào đất liền về phía Bắc. Siêu bão Gami đổ bộ Đài Loan, gió giật 227 km/h, thương vong lên đến 223 người. Bão Gami tiếp tục mạnh lên và đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc vào đêm 24 tháng 7, khiến 3 người chết và hơn 220 người bị thương, ghi nhận từ báo Người Lao động. Cơ quan Thời tiết Đài Loan cho biết bão Gami đổ bộ vào Đài Loan vào tối 24 tháng 7, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Trước đó, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines, bão Gami mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào Đài Loan. Siêu bão Gami được coi là cơn bão mạnh nhất ập vào Đài Loan trong 8 năm qua. COC cảnh báo rằng tác động của bão Gami nghiêm trọng nhất kể từ tối 24 tháng 7 do mưa xối xả. Tất cả 22 thành phố và quận huyện trên khắp Đài Loan phải đóng cửa trường học và văn phòng vào ngày 25 tháng 7. Thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn các cuộc tập trận và khiến chính quyền phải đóng cửa thị trường tài chính. Hầu như những chuyến bay trong hòn đảo và 201 chuyến bay quốc tế đều bị hủy. Dịch vụ đường sắt đã ngừng hoạt động vào ngày 24 tháng 7 và sẽ không hoạt động đến trước 15 giờ ngày 25 tháng 7 giờ địa phương.
trang Focus Taiwan, dẫn thông tin từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Đài Loan CEOC cho biết, tính đến 22 giờ 40 phút giờ địa phương, ngày 24 tháng 7, có 3 người thiệt mạng và 227 người bị thương ở nhiều vùng khác nhau. Trong khi đó, theo cảnh sát thành phố Tân Bắc, ông Vương Kim Sinh, công chức cấp phường tại Tân Bắc đang lái một chiếc máy xúc thì chiếc xe bị lật do đường trơn trượt. Chính quyền địa phương cho biết ông Vương bị kẹt dưới gầm xe và sau đó được xác định tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Trước đó cùng ngày, tại thành phố Cao Hùng, một phụ nữ 64 tuổi bị cây đổ đè khi đang lái xe máy. Khắp Đài Loan, 8.569 người đã được chính quyền địa phương đưa đi sơ tán. Theo cơ quan thời tiết Đài Loan, cơn bão tiếp tục mạnh lên và mang theo sức gió tối đa lên tới 184 km/h, gió giật lên tới 227 km/h. Theo tờ Independent, các nhà khí tượng học và nhà nghiên cứu lốc xoáy đã rất ngạc nhiên trước đường đi của bão Gemi. Một chuyên gia cho biết, cơn bão đột ngột rẽ về phía nam trước khi lao vào bờ biển Đài Loan, sau đó di chuyển vòng quanh và hiện có khả năng đổ bộ lần thứ hai. Hình ảnh radar cho thấy bão Gemi di chuyển ngược chiều kim đồng hồ ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Tại Trung Quốc, một số nhà khai thác đã thông báo hủy các chuyến tàu vào ngày 26 tháng 7. Theo dự báo, bão Gemi sẽ di chuyển qua eo biển Đài Loan vào cuối ngày 25 tháng 7, đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, Trung Quốc tối cùng ngày. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo bão Gemi dự kiến sẽ gây mưa lớn đến rất dữ dội trên các vùng rộng lớn của Trung Quốc từ tối 25 tháng 7, dự kiến sẽ kéo dài một tuần, kéo dài tới ngày 31 tháng 7 do độ ẩm nhiều. Tân Hoa Xã đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã ban hành cảnh báo đỏ cao nhất đối với bão Gemi, được dự báo kèm theo gió mạnh và mưa lớn khi tấn công các khu vực phía nam nước này. Nhật Bản cũng đã đình chỉ tất cả chuyến bay và đến các thành phố Miyako và Ishigaki ở tỉnh Okinawa, Nhật. Các khu vực này nằm trên đường đi dự kiến của bão Gemi. Trước khi hướng tới Đài Loan, bão Gemi quét qua Philippines gây ra những trận mưa như trút nước, cướp đi sinh mạng của 13 người. Ghi nhận từ tạp chí điện tử Mekong Asian. Trong ngày 24 tháng 7, mưa lớn do bão Gemi gây ra lũ lụt tại nhiều khu vực Metro Manila của Philippines, nhấn chìm nhiều con đường, nhà cửa, trường học và bệnh viện trong dòng nước và buộc hàng chục nghìn người phải tiến hành sơ tán. Theo Straits Times, dẫn lời bà Jenny Sandoval, thị trưởng thành phố Malabon ở Metro Manila, lũ lụt đã tràn vào hầu hết các quận trong thành phố. Hình ảnh được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và các hãng truyền thông địa phương cũng đã cho thấy khung cảnh lũ lụt bao phủ các con đường chính và các con phố và các ngõ trên khắp khu vực Metro Manila, khoảng 13 triệu dân và thậm chí cả vùng ngoại ô xung quanh. Nhiều người dân cầm ô lội qua những con đường ngập nước mà hầu hết phương tiện đều không thể đi qua, trong khi người dân các con sông và lạch cho biết trên các bài đăng trực tuyến rằng họ bị mắc kẹt trên tầng 2 hoặc trên mái nhà của mình tìm cách tránh trú. Hãng tin AFP dẫn lời bà Pichi De Leon, một quan chức quản lý ứng phó thảm họa ở thủ đô Manila, ngày 24 tháng 7 cho biết, nhiều khu vực bị ngập lụt nên chúng tôi đã triển khai lực lượng cứu hộ khắp thành phố. Có một số lượng lớn người dân yêu cầu giúp đỡ. Theo bà, các nhà chức trách đã được thông báo rằng mưa sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng sau đó trời bất chợt đổ mưa lớn nên chúng tôi khá sốc. Hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Tại thành phố Marikina ở rìa phía đông của khu vực Manila, trận mưa như trút nước tiếp tục làm nước sông dâng cao khiến nhiều người dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Thị trưởng Jenin Sandoval của Malabon, một thành phố thường xuyên bị lũ lụt ở khu vực Bắc thủ đô, trong một tuyên bố với đài phát thanh DZRH, kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời khẳng định chính phủ đang làm mọi thứ có thể và sẽ không bỏ rơi người dân. Theo Cơ quan Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Philippines ngày 24 tháng 7, những cơn mưa đã gây ra ít nhất hàng chục vụ lở đất và lũ lụt trong 5 ngày qua, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 600.000 người phải di dời, trong đó có 35.000 người phải đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Trong số nạn nhân có ít nhất 4 người, bao gồm một phụ nữ mang thai và 3 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ lở đất gây ra bởi mưa lớn tại tỉnh Batangas, cách Manila 2 giờ về phía nam. Trong bối cảnh thiên tai, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên quan hỗ trợ nhanh chóng cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Nhà lãnh đạo Philippines thúc giục đẩy nhanh công tác vận chuyển hàng viện trợ, đặc biệt là tới khu vực hẻo lánh do người dân tại những vùng này có thể đã chịu đói trong nhiều ngày. Lũ lụt lan rộng ở khu vực thủ đô Philippines gợi nhớ đến thảm họa lớn gây ra bởi cơn bão Ketsana vào tháng 9 năm 2009. Vào thời điểm đó, cơn bão này đã khiến 464 người thiệt mạng khi quét qua Philippines, gây ra một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất tại Metro Manila.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.